chị theo đồng hành với mình nha. Mình câu cần mà cần mình mua thường đây nha, thưa quý anh chị, cần không bể nha. Lưỡi đây là mình câu lưỡi 11 mà. Đó, phần này mình thấy lưỡi ra cho cô chú anh chị coi nó dễ hơn. Mình sắp cái cô chú anh chị nói mình phe lưỡi mà không phải lưỡi. Đó. Còn phao này là mình gửi mua ở ngoài Indo là nha cô chú anh chị. Rồi. Ghế nha. Đóng cô chú anh chị ơi. Để con đầu tiên luôn mà có luôn một lúc luôn gái nhà giàu luôn phải không? Đụm nữa nè vậy nó cũng có khủng cũng phát hộp chứ còn nuôi con cá hết lần lượng của chú anh chị ơi ngon hơn ghê không. Con cá hả? Y như gái vậy luôn. Lắm. Đây. Đây. Thôi. Hát cá luôn. Hết nói à. Còn con cá nó bự. Hết lọt. Con cá rồi. Không luôn chỗ đâu anh được luôn đó hết là ngon dạ tới chỗ rồi bây giờ đang nói lọc lọc bụng lên luôn nè. Ai tới chỗ bà đội lên luôn rồi trong ổ cá rô rồi cô chú anh chị ạ. Mình làm như ý luôn ha quá tụi bác không sai lầm phải cái bộ giải ôi muối khủng lắm ôi muối cái cá hết thân luôn
bạn không phá không? Ôi ui đất đất luôn. Mày hả bụi? Nó chạy rồi. Nó nóng lắm. Đấy. Vô phơi. Phơi lưng phê bụng. Chơi như vậy luôn nè. Mày hả bự? Trời ơi. Gì vậy? Nó rồi cái dần ấy mày xong rồi. Con cá hả? Cái gì vậy? Con cá đã cái gì không? Hết lần. Rồi, chào anh em luôn nha. Mình nói về sau lỗ này mình cũng được mớ cá này anh em. Đây, anh em xem nữa nè. Cá ngon ghê không? Con nào thấy đã không? Rồi chào anh em luôn nha, mình dừng video tại đây nha. Anh em có coi có hay đăng ký giùm mình nha. Hello, bye bye. Yeah.